Vâng, ngày hôm nay có lẽ những người vui nhưng cũng rất vất vả đó chính là ban lãnh đạo của công ty. Họ là người đã dàn dựng ra chương trình này cũng như là người đã đứng suốt từ nãy đến giờ khoảng một tiếng đồng hồ để có thể trao quà dành cho top best seller của công ty. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời nhà phân phối Như Quỳnh. Wow, như vậy là còn có nhà phân phối Như Quỳnh chưa có mặt trên sân khấu trong phần vinh danh vừa rồi. Không biết nhà phân phối Như Quỳnh đang ở đâu trong khán phòng ngày hôm nay ạ? Xin mời chị hãy nhanh chóng lên sân khấu. Một người rất là đặc biệt ạ. Vâng ạ. Rất là đặc biệt. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời nhà phân phối Như Quỳnh. Vâng. Ngay sau đây xin trọng kính mời Phó Tổng Giám đốc Đặng Đức Long cùng với Giám đốc Đào tạo Phạm Quang Thắng. Dạ vâng, và tôi cũng thấy Tổng Giám đốc Trần Thiên Lý đã có mặt trên sân khấu để trao quà kỷ niệm chương cũng như chứng nhận cho nhà phân phối Như Quỳnh.